bướm ngày, gọi tắt là bướm. Ngoài ra còn có bướm đêm. Bướm là các loại côn trùng nhỏ biết bay hoạt động ban ngày thuộc bộ cánh vảy. Có nhiều loài, loại ít màu và nhiều màu sắc sặc sỡ. Cánh bướm đêm có xu hướng tối màu hơn bướm ngày. Ta thường thấy bướm sống ở các vườn hoa để hút phấn hoa, mật hoa, góp phần giúp hoa thụ phấn. Có một số loài bướm lại không bị thu hút bởi những bông hoa đẹp, thay vào đó là xác chết, bùn hoặc chất thải động vật. Nó hút chất lỏng bên trong những thứ đó. Vòng đời của bướm chỉ có dài 1 đến vài tháng, sau đó chúng sẽ tự chết. Bướm và bướm đêm đều trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất là trứng, thứ hai là sâu bướm, còn gọi là ấu trùng. Thứ ba là giai đoạn nhộng và thứ tư là bướm. Bướm cái sau khi giao phối với bướm đực sẽ đẻ trứng lên lá hoặc thân cây. Trứng bướm dính rất chặt với nơi được đặt, giữ cho trứng không bị rơi xuống đất. Thời gian trứng nở phụ thuộc vào loài và yếu tố môi trường, thường từ 3 đến 8 ngày. Khi trứng nở, ấu trùng sẽ phá bỏ lớp vỏ chui ra. Ấu trùng được gọi là sâu bướm. Ở hầu hết các loài, sau khi ra khỏi vỏ, bữa ăn đầu tiên của sâu bướm là vỏ trứng. Vỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất cần thiết để chúng phát triển, sau đó chúng ăn lá cây. Đây là giai đoạn sâu phá hoại cây trồng. Sâu bướm trải qua nhiều lần lột xác. Mỗi lần lột xác, sâu bướm trở nên to hơn. Sau khoảng 2 tuần, sâu bướm đã sẵn sàng hóa nhộng. Sau khi tìm thấy địa điểm thích hợp, sâu bướm dệt một chiếc kén và đính nó vào mặt dưới của lá hoặc cành cây, treo mình ở đó. Giai đoạn nhộng là thời điểm sự chuyển đổi bên trong xảy ra mạnh mẽ nhất. Nó tập trung cho việc tái thiết cơ thể thông qua các quá trình sinh hóa, chuyển đổi sâu bướm thành bướm. Nhộng không ăn, không di chuyển, nằm im như thế, cũng tránh được sự nguy hiểm từ động vật săn mồi như chim. Khi sự biến đổi bên trong cơ thể nhộng đã hoàn thành, con bướm sẽ nghỉ ngơi trong kén khoảng 10 ngày, cho đến khi thời gian phù hợp, bướm sẽ chui ra khỏi kén. Khi cánh của nó được làm khô và có thể mở rộng hoàn toàn, bướm bắt đầu bay. Vào mùa xuân, bướm cái sẽ giao phối cùng bướm đực trong những chuyến bay, và vòng đời của bướm lại tiếp tục. Bướm trưởng thành không phá phách như sâu bướm, chúng thụ phấn cho hoa và cây trồng.